Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 11 tháng 4 2024. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, học đến tập 72. Chúng ta niệm Phật vài câu quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Quý vị nhớ là niệm Phật là việc quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta. Và đem câu Phật hiệu này áp dụng trong cuộc sống. Quý vị nhớ là người niệm Phật chúng ta là tích cực sống, chứ không phải cái việc niệm Phật cầu sanh cực lạc là tiêu cực nha quý vị. Giống như chúng ta khi học ra trường, chúng ta chọn một cái nơi tốt đẹp, một cái nơi đãi ngộ tốt, một cái hoàn cảnh tốt, một cái đất nước tốt, chúng ta muốn di dân đến đó. Vì thì cái người niệm Phật của chúng ta, chúng ta muốn di dân đến thế giới cực lạc là điểm quá tốt. Nên người niệm Phật, hiện tại niệm Phật, hiện đời của chúng ta đang sống rất tốt. Chứ không phải là niệm Phật cầu sanh cực lạc là tiêu cực, không phải. Nên việc niệm Phật là việc rất quan trọng. Cũng như bản thân những đức từ khi gặp Pháp Môn niệm Phật, mỗi ngày đều niệm Phật, lễ Phật. Những đức càng sống tốt, càng sống vui, càng sống tích cực, và càng làm nhiều việc ý nghĩa trong cuộc đời. Nên những đức nói rằng người niệm Phật cầu sanh cực lạc không phải tiêu cực, mà người niệm Phật cầu sanh cực lạc là tích cực. Như sáng hôm nay qua Đại Tùng Lâm làm một cái đám cho một cụ giảng sanh chín mấy tuổi, mỗi ngày niệm Phật nuôi người già, khuyên người niệm Phật, tự có Phật hiệu khuyên người sống thiện sống tốt. Phải tích cực không? Quá tích cực. Có nghĩa là ngay Pháp Môn niệm Phật này, chúng ta áp dụng tu và chúng ta cũng làm được nhiều việc ý nghĩa trong cuộc đời rất xác thực. Cũng như chúng ta vừa tổ chức lễ Phật đản xong, quý vị biết mấy chục ngàn con người về để dự ngày lễ Phật đản sanh rất ý nghĩa. Và chương trình lễ Phật đản chùa tổ chức, người người về đây ai cũng vô cùng hoan hỷ. Khi một ngôi chùa tổ chức lễ Phật đản, rồi xong có thờ khóa tu rồi cho họ, rồi họ được thỉnh tượng Phật đem về nhà thờ. Rất nhiều cái ý nghĩa trong cuộc đời mà từ ngay chỗ niệm Phật mà phát triển ra cho nhiều người. Từ có Phật hiệu để chỉnh sửa lỗi lầm của mình. Nên niệm Phật là hướng đến tích cực sống. Đây là chỗ cực kỳ quan trọng. Nhớ kỹ, niệm Phật là hướng đến tích cực sống. Đây là việc cực kỳ quan trọng. Và từ ngay câu Phật hiệu này mà nhắc nhở chúng ta làm con phải hiếu với cha mẹ, làm người học trò phải kính trọng thầy. Kính trọng bằng cách nào? Dùng trí tuệ kính trọng. Chúng ta được lời dạy của Phật nhắc nhở, thân người khó được, Phật pháp khó gặp.
Hôm nay chúng ta có được thân người và chúng ta gặp được Phật pháp. Chúng ta phải dùng cái thân này để sống và học Phật, phải sống làm sao cho có ý nghĩa. Để buổi ra đi nở nụ cười. Đó là dùng trí tuệ để nhìn nhận và học tập. Chứ không phải là chúng ta mù quáng trong cái cung kính. Nếu như mỗi ngày sống những ngày tháng không có ý nghĩa gì, đời đạo chúng ta sống không có ý nghĩa gì, dù sự tôn kính cỡ nào, nhưng mà học theo không có ý nghĩa gì, không làm được việc lợi ích gì, thì đây không phải là cái tôn kính bằng trí tuệ, mà là thiếu trí tuệ để cung kính. Nếu như chúng ta đến một cái nơi tu tập mà chúng ta cứ thả trôi theo dòng nước, không có sự lợi ích đóng góp gì cho cuộc đời tốt đẹp, không làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời, và những ngày tháng sống của chúng ta sống cho qua ngày đoạn tháng, kiếm tìm chén cơm manh áo, vậy thì không có ý nghĩa gì trong cái sự mà cung kính đó cả. Cung kính nhưng không hiểu được thân người khó được, Phật pháp khó gặp. Đã được thân người mà sống những ngày tháng không có ý nghĩa để đi qua cuộc đời của mình. Đây là cái mà góc độ phải sáng suốt nhìn nhận sâu sắc về việc cung kính của chúng ta. Nên mỗi một người chúng ta đều phải có ý chí, lý trí sáng suốt. Lý trí là sự nhận thức sâu sắc, ý chí là chúng ta đã gặp được cơ hội sống có ý nghĩa thì chúng ta phải có ý chí mạnh mẽ, nhiệt liệt hết mình để sống một đời sống thật có ý nghĩa và tốt đẹp. Nên đạo Phật dạy chúng ta sống hiện tại, sống những ngày tháng rất an vui. Quý vị nhớ kỹ, biết đủ thì thường vui. Có người sống trong cuộc đời này, nếu như không biết đủ thì sẽ thường bất an và lo. Dù có nhiều vật chất cỡ nào thì chúng ta vẫn không biết đủ, thì chúng ta vẫn khổ đau. Nên quý vị nhớ kỹ là biết đủ thường vui. Nên mỗi một người chúng ta học Phật, càng học Phật càng nhìn nhận được vô thường. Càng nhìn nhận được vô thường thì có người mình lại càng biết đủ. Vì có bao nhiêu con người giàu sang phú quý, một hơi thở thở ra không hít vào, cái gì chúng ta mang theo được đâu. Nên trong cuộc đời này có bao nhiêu con người khổ đau, có bao nhiêu con người khó khăn. Chúng ta có được cuộc sống, biết chia sẻ cho người cùng sống, biết tạo cái mà bản thân mình cầm theo được. Đạo Phật luôn luôn cái chủ trương bình đẳng và dạy con người có một cái góc độ để chọn lựa mục tiêu của mình hướng đến. Không bắt buộc ai cả, không bắt buộc. Nhưng bạn cũng không làm những việc đi ngược lại cái đạo đức làm người, ngược lại cuộc sống của xã hội và quy chế của nhà nước đưa ra. Chúng ta luôn luôn chấp hành, sống thật là đúng đắn. Như vậy thì nó mới tồn tại. Nên mỗi một con người chúng ta học Phật, niệm Phật, chư Phật là nhắc nhở chúng ta giác ngộ. Giác ngộ trong mọi hoàn cảnh, thuận cũng sống được tốt, nghịch cũng sống được tốt. Vì sao? Vì trong tâm của chúng ta luôn luôn hướng đến chỗ giải thoát. Nên cuộc sống hiện tại bản thân mình không bị trói buộc. Con người thường khổ đau là do gì? Bị trói buộc. Nhiều thứ chúng ta bị trói buộc quá. Nếu sống những ngày tháng không có ý nghĩa gì, sống những ngày tháng nặng nề buồn phiền, vì thì cuộc sống của chúng ta vô vị quá quý vị. Nhớ kỹ, mà mình đã không có niềm vui, không có sự an lạc, vô vị, thì lấy đâu cho người ta hương vị? Mình là người học Phật còn sống vô vị, lấy đâu cho người ta hương vị? Nên mình học Phật, mình phải có hương vị, mình mới đem hương vị chia sẻ cho người khác. Nếu mình sống vô vị thì đúng là uổng đi một đời của mình. Nên cái
câu mà Nhật Đức thường đọc: cõi thế trăm năm một kiếp người, ai rồi cũng phải trở về thôi. Phải sống sao cho thật ý nghĩa, để buổi ra đi nở nụ cười. Nhật Đức khi lễ Phật đản xong, họp các ban, Nhật Đức đều nói rằng tất cả các huynh đệ, mọi người chúng ta phải nhận thức, mình đi đến một ngôi chùa tu, chúng ta mỗi ngày phục vụ lo lắng cho các cụ già, lễ lộc Phật tử về rất đông, chúng ta mang tâm phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật. Đã là mang tâm phục vụ chúng sanh thì bản thân mình phải phát nguyện. Trong nhà Phật nói câu phát nguyện, thế gian gọi như một lời thề, một lời thề nhiệt tình hết mình, mang tâm cống hiến bằng một cái tâm hiểu biết, sáng suốt và trí tuệ. Bao nhiêu con người về chùa mình tu tập, mình lo lắng giúp đỡ cho người ta tu. Có khi người ta về đông ì ì như vậy, không có chỗ nằm trong phòng, người ta nằm chỗ này chỗ kia. Mình nhìn từ đó mà trong lòng mình thấy thương người ta và hết lòng giúp đỡ cho người ta để tu tập. Đây là mình có cơ hội để phục vụ chúng sanh. Có cơ hội mang cái tâm tích cực để hướng đến người khác, và mang một cái tâm tu tập có hương vị để đem hương vị chia sẻ cho người khác. Nên rất nhiều người về chùa mình, người ta thấy bình an, vui vẻ khắp nơi nơi các tỉnh thành về dự chương trình Phật đản ở chùa mình. Đa phần họ đều rất an lạc và vui vẻ, đến cũng vui, về cũng vui. Đại chúng trong chùa cực lực nhiệt tình, hết lòng lo lắng cho người ta. Từ nơi cái tâm hoan hỷ đó mà chúng ta giữ được duyên phước mình đã tạo. Nên rất là nhiều người cũng siêng tu nhưng không biết cách giữ được duyên phước. Thì siêng tu nhưng không giữ được duyên phước. Nên cái câu Nhật Đức thường nhắc nhở các anh em trong chùa, Nhật Đức nói câu rằng: đừng sợ người không biết đến mình, chỉ sợ mình có đầy đủ đức hạnh để người ta biết đến mình hay không. Mỗi một vai trò nên sống cho thật là tốt, làm đúng vai trò của chính mình. Trong ngôi Tam Bảo là một đoàn thể, mà đã là một đoàn thể thì nó đều có một tổ chức và có một cái khuôn phép rõ ràng, chứ không phải để cho mình tùy tiện. Nên mỗi một người chúng ta làm đúng vai trò của mình được sắp xếp, làm hết lòng hết dạ. Cương vị làm nhiều làm ít gì, chỉ cần được sắp xếp thì chúng ta làm đúng cương vị của chính mình. Chỉ cần như vậy thôi thì tâm trạng mình rất là an lạc và sống tự tại. Vì sao? Vì chúng ta đi đâu cũng chấp hành được quy củ, không dám tùy tiện. Nên trong cuộc sống này, sự tồn tại nhất đó là biết quy củ. Bản thân của mình ăn cái nào gào cái nấy, ở nơi nào mình biết chân quý ở nơi đó. Cuộc sống này sẽ không bao giờ cho chúng ta được tồn tại khi chúng ta đi đến đâu cũng phá quy củ người khác. Bạn sẽ không bao giờ được tồn tại. Nên mình quý trọng một người, tôn trọng một người bằng một cách cuồng chí là mình thất bại. Mình phải nhận thức người đó, góp công góp sức vào những việc xây dựng cho cuộc sống này như thế nào. Và chúng ta phải nhìn nhận đạo Phật dạy chúng ta là những điều xác thực trong cuộc sống, áp dụng trong cuộc đời. Từ nó những việc làm lợi ích cho mọi người, chúng ta tôn trọng, quý kính là điều chúng ta hiểu biết. Vì có người này làm những việc lợi ích cho cuộc đời, và họ đưa ra tư tưởng lợi ích cho cuộc đời, thì đó mới là chúng ta có góc độ quý kính, hiểu biết, có trí tuệ. Nên chùa mình mỗi ngày số lượng người ở rất đông. Người ở trong chùa mình đều có cơ hội vừa tu tập được mà vừa tạo duyên phước được.
Rồi còn khoảng như một tuần lễ nữa, chúng ta lại tổ chức chương trình khiếm thị. Bao nhiêu người khiếm thị, khiếm tật, người nghèo về chùa để dự khóa tu và được quý Phật tử khắp nơi nơi cũng tặng quà cho họ. Chương trình này những đức luôn luôn duy trì, dù là trong thời cuộc này cũng khó khăn, rồi mình cũng làm nhiều chương trình, nhưng chương trình khiếm thị những đức không bao giờ bỏ. Vì sao? Vì họ khiếm thị, khiếm tật, tạo điều kiện cho họ cơ hội được đi về chùa, nghe pháp, biết niệm Phật, có khi chuyển hóa được cuộc đời của họ. Chỉ có nghe pháp để cởi mở tâm tư, biết niệm Phật, biết tu nhân tích đức thì mới chuyển hóa được cuộc đời. Nên trong đạo Phật có những công đoạn dạy rất là hay. Có những người người ta giàu sang phú quý mà người ta biết tu nhân tích đức, biết ăn chay trường, biết niệm Phật cầu sanh cực lạc, thì Phật nói rằng người này là từ sáng đi ra sáng. Còn có những người giàu sang phú quý, họ không biết được những đời trước, họ do tu nhân tích đức mà đời này điều kiện đầy đủ, cuộc sống ổn định như vậy. Họ tưởng rằng họ giỏi, họ tạo ra sự nghiệp này, nhưng không ngờ là do phước duyên những đời trước đã tạo sẵn. Nên đời này làm chơi cũng có. Còn có những người nếu như không có phước, dù có cố gắng suy nghĩ làm nhiệt tình cỡ nào thì nghèo vẫn là nghèo. Nên họ không hiểu được nhân quả. Họ giàu sang phú quý nhưng họ luôn luôn hà khắc đối với người làm thuê làm mướn cho họ, keo kiệt tính toán với người làm thuê làm mướn. Họ không biết thương gì, ai và giúp ai. Tất cả họ làm việc gì nhìn là tốt, nhưng điều là họ nghĩ về cái danh cái lợi của họ. Thì người này Phật nói từ sáng đi vào tối. Và có những hạng người họ khiếm thị, khiếm tật, què hoặc bệnh hoạn, nghèo nàn, nhưng họ lại biết niệm Phật, biết tu nhân tích đức, họ biết hướng thiện. Nhờ nghe đạo mà họ hiểu được nguyên lý này, họ hướng đến cái thiện tâm. Thì người này Đức Phật nói là từ tối đi ra sáng. Còn có những hạng người nghèo khổ như vậy mà lại bất chấp tội lỗi, suy nghĩ thủ đoạn, làm nhiều điều sai quấy, không tu nhân tích đức, thì từ tối đi thẳng vào tối luôn. Nên những công đoạn này nhắc nhở chúng ta, chúng ta đang đi ra đâu. Bây giờ mình được có cơm ăn áo bận, lục căn đầy đủ, mỗi ngày nghe pháp niệm Phật, gây dựng tín nguyện cầu sanh cực lạc, quý vị là đang đi ra sáng đó quý vị. Còn hơn người giàu sang phú quý mà mỗi ngày tạo tội nghiệp để đi vào tam đồ ác đạo, từ sáng đi thẳng vào tối. Nên mỗi một người chúng ta phải hiểu được cái nguyên lý rằng trong cuộc đời này mình đang sống như thế nào là do cái nhân mình đã từng gieo như vậy. Trong cuộc đời mình bị bất cứ một cái gì, điều là mình phải tin sâu nhân quả. Nên những đức nói câu rằng khi Phật còn tại thế, chúng ta lấy Phật làm thầy. Khi Phật nhập Niết Bàn, chúng ta lấy nhân quả làm thầy. Phải tin sâu nhân quả. Người mà tin sâu nhân quả, tin mức cực điểm, quý vị sẽ không bao giờ than chờ trách người với số phận cuộc đời mình. Càng than thở chừng nào thì càng tổ duyên tổ phước chừng nay. Nên cái câu những đức nói rằng thiếu nợ thì trả đi, than vãn làm gì. Quý vị nhớ rằng trong cuộc đời này chúng ta không có thiệt thòi đâu nghe. Nếu như quý vị cho rằng mình làm nhiều mà người ta trả lương mình ít, mình làm việc nhiều mà mình không được trả lại cái điều như cái công của mình, quý vị nói tôi thiệt thòi, là do vì không hiểu về Phật Pháp, không hiểu về định luật nhân quả mới nói câu đó. Nếu hiểu về Phật Pháp, hiểu về định luật nhân quả sẽ không bao giờ nói câu này. Quý vị nhớ kỹ, trong cuộc đời chúng ta không bao giờ thiệt thòi. Dù mình làm vợ nhiệt tình cỡ nào nhưng mà chồng đối xử tệ bạc, ra ngoài có người khác, bỏ bê mình, chửi mắng đánh đập mình, quý vị nhớ, tin sâu nhân quả thì không có gì thiệt thòi.
Trong nhà Phật có câu nói rất hay: muốn biết nhân đời trước, xem quả báo đời này. Muốn biết quả báo đời sau, xem nhân đời này. Nên mọi người khi hiểu được về định luật nhân quả, quý vị sẽ không bao giờ than chờ trách người, trách số phận. Nhớ câu thiếu nợ thì trả đi, than vãn làm gì. Nếu không vui vẻ trả nợ thì nợ này trả chưa xong, tạo thêm nghiệp mới. Nếu thật sự là người niệm Phật cầu sanh cực lạc, luôn luôn nhìn mình và lo niệm Phật. Niệm Phật là việc quan trọng nhất. Niệm Phật là việc cực kỳ quan trọng. Nếu như không nhận thức được việc này thì quý vị sẽ bỏ đi một cái lợi ích cực kỳ lớn. Chính bản thân những đức thấy làm được bao nhiêu việc ý nghĩa trong cuộc đời là nhờ từ đâu? Niệm Phật. Con người mình luôn luôn sống tích cực, sống luôn luôn có niềm vui, có nụ cười. Từ nơi đó mà người gặp mình cũng thấy hoan hỷ. Thí dụ như mình gần gũi một cái người tâm đơn giản, bình dị, sống an lạc, vui vẻ, khi gần gũi người ta bị cũng thấy thoải mái nữa. Còn khi gần gũi một con người lúc nào cũng câu có nặng nề, giống như gần lửa, thì sao mình an lạc vui vẻ được quý vị? Nên mỗi ngày mình được nhắc nhở như vậy để mình nhận thức rằng cuộc đời này mình sống không bao giờ nói câu thiệt thòi nghe quý vị. Nếu như mình nói mình như vậy mình thiệt thòi là vì không hiểu về Phật pháp. Không hiểu về Phật pháp. Nên những đức hướng dẫn Phật tử rằng trong cuộc đời những đức tu hành, dù ai có nói cái gì những đức, bản thân những đức phải hiểu sâu nhân quả. Những đức chưa bao giờ nói rằng Phật tử binh vực những đức, không bao giờ. Những đức khuyên quý vị nên niệm một câu Phật hiệu, vì những đức nói niệm Phật là quan trọng nhất. Dù những đức có gặp sự cố gì, quý vị cũng niệm một câu Phật hiệu A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật là điều tốt nhất. Đó là người quý trọng thương yêu mình, người hiểu sâu sắc về định luật nhân quả. Đây là việc rất quan trọng, cực kỳ quan trọng. Và Chủ nhật tuần này những đức tổ chức cộng tu và cũng là tổ chức tưởng nhớ đến ngày sinh của bác. Những đức có một nhân duyên rất là đặc biệt đối với những thước phim mà tư liệu ngày xưa của bác hoặc của các anh hùng đã vì đất nước mà hy sinh cả cuộc đời của mình. Những đức khi coi những đoạn phim tư liệu đó nghe quý vị, tự nhiên không cầm được nước mắt. Lạ như vậy, không biết mình có một cái nhân duyên gì như ngày xưa, đời kiếp nào mình cũng là những con người như vậy, cũng vì đất nước hết lòng cống hiến. Bây giờ coi là những thứ phim tư liệu là tự nhiên rất là cảm động nha quý vị. Thật sự rất là cảm động. Họ vì một xã hội, một đất nước mà họ chịu khó chịu cực, ăn xương nằm gió, ăn gió nằm xương vậy đó. Thì quý vị biết rằng là nhìn coi cái là tự nhiên trong lòng mình niệm thêm một câu Nam Mô với là Phật. Nên những đức nói rằng niệm Phật là quan trọng nhất. Nên chùa mình một năm gì bao nhiêu cái chương trình lễ, mục tiêu là gì? Rủ người ta về chùa để tu tập. Người ta được về chùa, mình đem những việc lợi ích của Phật pháp hướng dẫn người ta, để người ta đem phương pháp về nhà người ta áp dụng. Nên người ta đi đến chùa mình, người ta dự chương trình Phật đản, thánh thỉnh tượng Phật ở chùa rất là nhiều. Về trong gia đình người ta có ngôi Tam Bảo. Bao nhiêu người thỉnh tượng Phật ở chùa mình, về có ngôi Tam Bảo, sáng tối niệm Phật lễ Phật, rất là nhiều gia đạo được bình an và có sự chuyển xây rất là tốt đẹp. Từ chỗ này thì chúng ta nhận thức được chỉ có một câu Phật hiệu mà mình sống và làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời. Nên nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả quý Phật tử có lòng tin kiên cố để phóng môn niệm Phật, nắm chắc câu Phật hiệu,
niệm ra cái tâm từ bi tha thứ, niệm ra cái tâm tin sâu nhân quả, niệm ra cái tâm niệm niệm vì người, lợi ích cho người, không quán than, tin sâu nhân quả hoàn toàn, tín nguyện niệm Phật kiên cố và quyết chí đời này chúng ta hẹn gặp ở thế giới cực lạc. Chúc quý vị an lạc, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Bây giờ chỉ mong sao đó là mỗi ngày Phật tử đông thêm hơn nữa, nghe không? Bây giờ là đạo tràng 3 cũng ở đầy rồi, bây giờ mà cố gắng làm cái đạo tràng 4 nữa đi. Theo đạo tràng 4 nè, chỗ sau cái đại tự mình trước này bị thiền hòa đó, thì cố gắng làm một cái đạo tràng 4 đó, chừng ngàn người ở đó niệm Phật nữa đi, nghe không? Các vị thấy có thể làm được không? Hôm trước tôi có nói là trong năm tôi làm cái đại tùng lâm hoài, xong rồi tôi nghỉ, cuối cùng rồi nó giải tỏ cái chùa Thiên Long ở Châu Pha, bây giờ khởi công làm đầu năm tới đây nữa. Chắc tôi hy vọng là nửa năm là xong cái chùa đó, quyết tâm làm nửa năm là xong cái chùa đó đi, không kéo dài nữa, nghe không? Bây giờ chỉ còn cái đạo tràng 4 đó, trước này Thượng Hòa đó sẽ làm một cái chỗ giống như trong cái đạo tràng 3 để chứa 1.000 Phật tử niệm Phật tại đó nữa, là tôi thấy là vui mừng lắm rồi. Nam Mô A Di Đà Phật. Như Đức đang đứng ngay cái mảnh đất mà để Hòa Thượng chúng ta ngày phát tâm, ngày xây cái đạo tràng 4 để nuôi người già, quý vị. Hòa Thượng mình ngày nói ngày sẽ làm. Và những Đức thấy cái hạnh của Hòa Thượng mình lớn quá. Xây những điểm chùa toàn là nuôi người già rất là ý nghĩa. Cái nơi này Hòa Thượng nói rằng là khi xây lên với tuổi 84 tuổi năm nay của Hòa Thượng, xây xong cái đạo tràng này là Hòa Thượng rất là mãn nguyện. Khi nghe Hòa Thượng nói vậy mình rất là xúc động. Và bây giờ Hòa Thượng đã khai móng rồi quý vị. Bữa nay như là cũng 5-6 cái móng mà đã khai sẵn hết rồi, làm móng sẵn hết rồi. Vì cho kịp lúc này trời chưa mưa để mình làm móng sẵn hết. Rồi khi móng xong hết trơn bắt đầu là xây dựng lên. Và đang móc móng chánh điện luôn. Như Đức đang đứng ngay chỗ cái miếng đất rất là lớn. Và ngôi chùa này ở sẽ được 1.000 người như Hòa Thượng của mình đã dự tính đã xây, quý vị. Bữa mừng thọ của Hòa Thượng, Hòa Thượng đã có nói. Và chương trình này hôm nay quý vị biết rồi, Hòa Thượng mình thì ngày xây dựng thì ngày cứ xây thôi. Thì ngày tin làm việc cho Phật Bồ Tát thì sẽ có Phật Bồ Tát gia hộ thôi. Nên còn cái này là chương trình, là những Đức thấy cái hạnh Hòa Thượng mình làm lớn quá. Những Đức xây những công đoạn này để quý Phật tử khắp nơi nơi chúng ta mỗi người niệm Phật, niệm Quan Âm, cầu nguyện cho đạo tràng 4 xây dựng được suôn sẻ, mọi mặt được tốt đẹp. Có những người, người ta thấy cái hạnh Hòa Thượng làm lớn gì, người ta chân thật, người ta phát tâm chung tay với Hòa Thượng. Sẵn sắp sửa Phật đản đến nè, khắp nơi nơi mình về, mình cúng dường Tam Bảo phụ trợ cho Hòa Thượng ngày xây. Với tuổi năm nay 84 tuổi rồi mà
phát cái hạnh quá lớn. Ngày nào sáng tối, sáng chiều cũng mà bà Thượng ra đây để mà coi công trình, chỉ đạo công trình, móc móng chỗ nào, rồi vị trí nào là nhà ở, vị trí nào là chánh điện, rồi vị trí nào là nhà ăn. Bà Thượng nói rằng là ngôi chùa này khi xây lên thì cái sân rất là lớn, nguyên cái sân rất là lớn để mà Phật tử có thể những thờ khóa tu hoặc là dịp lễ Phật tử có thể ở và có thể lại vật đồ thì được khoảng hơn 20.000 người cái khu vực của miếng đất này để xây chùa. Thì quý vị biết rằng là niềm vui lớn nhất của những đức là mình có duyên được nuôi người già, và hạnh phúc rất là lớn là mình có được một vị thầy mà ngài tuy lớn tuổi mà hành cái hạnh Bồ Tát đạo, chân thật nhiệt tình phục vụ chúng sanh. Bây giờ 84 tuổi rồi, đúng ra tuổi này là nghỉ ngơi đó quý vị, nghỉ ngơi đó. Nhưng mà Hòa Thượng mình lại còn làm những việc mà quá ý nghĩa trong cuộc đời. Đây là những cái việc rất quan trọng, ý nghĩa trong cuộc đời dữ lắm. Người xưa có câu nói rằng hầm chết thì để da, người ta chết thì để lại cái tiếc. Hòa Thượng mình thì đến với cuộc đời này, cái hạnh xây chùa của Hòa Thượng, những cái ngôi Dạ Lam rất là lớn, những cái công trình xây dựng ý nghĩa mà cuộc đời Hòa Thượng đã tạo ra những ngôi chùa để lại cho chúng ta. Khi Hòa Thượng 100 tuổi già giảng sanh Cực Lạc thì những điểm chùa này cũng tiếp nối để nuôi người già. Bao nhiêu người già khắp nơi nơi, bao nhiêu mảnh đời cũng được về đây để mà nương tựa. Thì biết rằng chùa chúng ta bây giờ người ở mỗi ngày khoảng 2.000 người, 2.000 người ở trong chùa. Và bao nhiêu người già rồi, già cơ nhở đồ đủ hết thành phần hết. Rồi những khóa tu dưới Quan Âm khi mấy chục ngàn người, mấy chục ngàn người. Rồi người già bây giờ khắp nơi nơi các tỉnh thành đổ xua về đây ở để tu tập. Mà bây giờ Hòa Thượng còn phát cái hạnh lớn mà xây nguyên một cái ngôi chùa lớn như vậy. Vị trí đây nghe nói là 6 dãy nhà đó quý vị, 6 dãy nhà mà mỗi dãy nhà 4 tầng đi thang máy, và một cái chánh điện chính giữa, và phía sau, tuốt phía sau đó là nhà ăn. Nên là đây là cái hạnh nguyện của Hòa Thượng rất là lớn. Những đức đây là tự những đức quay những công đoạn này, chứ Hòa Thượng không phải nói xây chùa mà kêu những đức quay lên cho quý vị coi gì. Nhưng mà thật sự quý vị rằng á, mình làm việc thiện, việc tốt quý vị, mình làm việc thiện, việc tốt mà mình rủ nhiều người, mà bao nhiêu con người người ta chung tay thì nó tốt quá. Thí dụ như giờ đi, mình đi làm một việc thiện, mình rủ nhiều người làm việc thiện thì điều này quá tốt, thì cái thiện nó nhân lên rất là lớn. Mình làm một việc ác mà mình rủ nhiều người đi làm ác thì cái ác của mình rất là lớn. Nên bây giờ cái việc ý nghĩa này đặc biệt quá, nên nhiều người thấy được thì có những người chúng ta cũng muốn trồng cái hạt giống nơi mảnh đất phù sa. Thì dưới cái hạnh Hòa Thượng năm nay 84 tuổi rồi mà còn phát tâm xây những điểm chùa gì mà toàn là nuôi người già nha quý vị. Quý vị đi về chùa mình, quý vị thấy rõ ràng cái lễ Bí Quan Âm mà chương trình mấy chục ngàn người, người già mỗi ngày ở niệm Phật 4 thời xuyên suốt. Thì khi ngôi chùa này xây trong vòng khoảng hơn 2 năm xong thì bây giờ những đứa đã nhận người già rồi. Bây giờ những đứa đã nhận người già khắp nơi nơi rồi để mà ở rồi, để khi mà đạo tràng này xây xong là đưa các cụ qua vị trí này, hình thành ngôi chùa rất là mau. Quý vị thấy bây giờ đây xe máy múc đồ, móc móc, rồi nghĩa là công trình rất là vĩ đại quý vị, rất lớn. Thì quý vị cứ nghĩ ngôi chùa mà ở mà 1.000 người cũng không đơn giản, rất là lớn. Chào lên. Nay quay mấy công đoạn. Bây giờ mình lấy được mấy cái móng rồi anh? Dạ 6 cái rồi thầy. 6 cái móng hả? Dạ. Móng cái điện nữa 7.
móng nhanh điện, nhanh điện là chỉ giữa đây. Dạ, điện này vô đây móc lại. À, còn đây là 6 cái móng rồi. Dạ, 6 cái không? Mà đây là mình xây 4 tầng hết hả? Dạ. Xây 4 tầng hết. Dạ, 4 tầng hết. Đây là anh lên, anh đang coi công trình đây quý vị. À, xây dựng đây, anh coi hết, chỉ đạo ở đây xây dựng hết luôn. Anh nói là đây đã móc được 6 cái móng rồi. Trong lúc này là trời chưa có mưa. Dạ. Mình móc sẵn hết trơn chứ trời mưa nó sạt lở. Dạ. Dạ, dạ, nó ấy lắm. Dạ, giờ móc trên điện nữa đò, làm luôn chứ không có nó mưa. Rồi giờ là mình làm móng xong, bắt đầu là mình móc trên điện cái nữa là mình xây luôn phải không? Dạ, giờ hiện tại giờ cũng đang đóng trụ chuẩn bị dựng trụ xây. Trước rồi ai làm đó làm đây, ai làm đây làm. À. Dạ. Nó nên là ủa cái này là nguyên cái này là cái xăng của mình hả ta? Dạ, xăng từ đây về đó gần 100 mét thầy. 100 mét. Dạ. À 100 mét cái xăng. Mới tới á. Ừ. Còn biết ngang này là 100 mấy hả? Còn 200 hả? Quá lớn, rồi thêm tuốt ngoài kia, cái mảnh đất ngoài kia dạ, trước dạ. Đó cũng của mình mà phải không? Dạ dạ. À, đó, nên đây là ảnh coi công trình xây dựng ở đây và ảnh đứng chỉ đạo xây luôn đó quý vị. Lên. Dạ. Nên bữa nay những đứa quen công đoạn này, quý Phật tử khắp nơi người ta cũng coi được. Dạ. Thì cái việc tốt mà Hòa Thượng xây nuôi người già mà. Dạ. Thì cho nhiều người ta biết, người ta có những người ta chung tay Hòa Thượng. Dạ. Ta về người ta cùng chung tay Hòa Thượng, hùng hợp với Hòa Thượng để tu duyên tu phước cho nó mau công trình này trong vòng 2 năm không? Vậy cỡ đó 2 năm là ngôi chùa này xong hả? Dạ. Đây là giống như mình nhanh nhất rồi đó quý vị. Dạ. Kinh phí đồ đầy đủ rồi xây mới 2 năm đó. Dạ. Chứ gặp người ta mà không có tiền rồi chắc xây 10 năm chưa xong nữa. Dạ. Đúng không? Quá lớn mà ha. Dạ, lớn quá. À, nó nên là cũng cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho mấy anh em làm việc đây có sức khỏe, mọi việc tốt đẹp, suôn sẻ, làm được cái công trình này, bao nhiêu người già được ở phước duyên thù thắng ha. Dạ. Chúc anh an lạc. Ai dạ. Với là Phật. À, ai với là Phật. Ừ. Nên đó là anh lên, anh rất là hiền dễ thương, làm cho chùa có tâm. À, từ Phú Yên hay quý vị, quê anh Phú Yên. À, cũng là vô đây xây dựng rồi đứng coi công trình đồ, chỉ đạo xây dựng đồ này kia. Quá ra quá rộng quý vị. Cái ngôi chùa xây mà còn nguyên một cái xăng rất là lớn. Xăng lớn lắm luôn. Để mà cho Phật tử có thời gian tu tập đồ này kia. À. Đây là những cái móng chùa quý vị. Đây là móng nhà ở. Nhà ở cho các cụ nè. Nguyên vị trí móng, đây là một vài một cái nhà. Đây là móng rộng rồi sang sẵn rồi nè. Là 4 tầng. Thì quý vị coi cái nhà toan, cái khu vực nhà đạo tràng 3 quý vị thấy rồi đó. Đạo tràng 3 mà mình ở bên đó bây giờ hiện tại khoảng 750 người ở bên. Thì 4 tầng đó, thì đây là một cái nhà 4 tầng nè. Mà bây giờ được 3 cái móng nhà 4 tầng là bên đây. Bên kia 3 dãy nhà 4 tầng nữa là 6 cái nhà. 6 nhà 4 tầng. Mỗi một cái nhà 4 tầng là 2 cái thang máy. Là 6 dãy nhà 4 tầng lại vì tính đi là 12 cái thang máy quý vị. Đó. Nên nhà 4 tầng này mà nếu người già ở mà không có thang máy cũng đi không nổi đó quý vị ơi. Nên là khi mà bây giờ quý vị coi chương trình này là xác thực, Hòa Thượng nói là làm 100%. Bữa mừng thọ Hòa Thượng đã nói à. Năm nay ngày phát nguyện ngày xây đạo tràng 4 mà. Bây giờ quý vị thấy Hòa Thượng ngày nói ngày làm. Mà Hòa Thượng không có kêu những đức mà quay cái này nghe. Những đức là thích là cái giống như cái gì mà tốt, cái gì mà lợi ích. Là những đức thích quảng bá lên. Để cho nhiều người biết để mà cùng chung tay với nhau. Giống như mình đi làm một việc thiện mà rủ nhiều người làm việc thiện thì tốt quá. Mình làm việc thiện mình rủ người ta thôi, mà người ta làm mình chỉ người ta làm nhiệt tình thôi. Bản thân mình cũng có duyên có phước. Nên những đức thích tu duyên tu phước vậy đó. Mình không có chứ, Hòa Thượng thì có đức có phước thì ngày làm, bây giờ mình chỉ có lời nói để mà giống như phát động chương trình. Nên quý vị khắp nơi nơi có dịp về cộng tu, hoặc là khắp nơi nơi mình không về đây được đi chăng nữa thì cũng chung tay Hòa Thượng được. Còn dịp về chùa thì cúng dường Tam Bảo rồi đó, với mấy cái thùng xây đậu tràng 4 rồi đó. Thì thấy được thì quý vị cứ bỏ vào đại vậy đó rồi. Hòa Thượng ngày xây dựng bây giờ cứ làm suốt thôi. Quý vị coi mà bao nhiêu cái móng chùa làm, quý vị coi xe cộ đồ toàn làm máy móc. Cái này mà nói mà sức người làm cũng lâu lắm quý vị. Nãy hỏi anh lên mà nói trong vòng 2 năm giờ. 2 năm giờ mà xây mới xong. Không đơn giản. 2 năm xuyên suốt luôn mà
mỗi từng gì mà trả tiền không đơn giản. Bởi vì mình nói rằng là có khi chùa cao Phật lớn mà để cho người ta được ở tu, người già được ở, có nhiều người già mà cả đời người ta chưa bao giờ được ở nhà cao cửa rộng. Hòa Thượng xây lên những điểm nhà mà rộng lớn gì, mấy cụ được ở mát mẻ rồi thì tuổi già được nương tựa, về thân tâm được bình an, và cuối đời được hộ niệm đưa tiễn tới gì cực lạc. Đây là một cái nhân duyên đặc biệt, thù thắng vô cùng. Mà hoàn cảnh này xung quanh đa phần chùa ấy vị. Hoàn cảnh này là xung quanh đa phần là chùa. Rồi ở đây mọc lên cái ngôi chùa này, mà ngôi chùa này là chắc những đức nghĩ lớn á. Thì ngôi chùa ở ngàn người mà quý vị. Ngàn người rất là lớn, không có giỡn đâu. Nó dài. Tuốt dưới đó luôn. Miếng đất rất là lớn. Đó, rồi gạch đồ quá trời luôn. Bên đây là nguyên một dãy nhà một hàng. Thấy không? Rồi bên kia một dãy nhà, bên kia hàng. Chính giữa là chánh điện. Hai bên dư mấy chục thước từ chánh điện qua dãy nhà. Quý vị coi nếu mà lại Quan Âm hay khóa tu thì thôi, trong chánh điện tu và xung quanh mình lại Phật thôi. Đúng là hoành tráng, đặc biệt vô cùng. Những đức nói đây là những điểm đặc biệt mà mình xác thực rồi. Bây giờ như là hộ pháp chùa Thượng Xây nè, bây giờ nuôi mỗi ngày 500 người ở bên đó cố định nè. Đạo Tràng Ba và Thượng Xây nè, 750 người đang ở nè, tu ngày 4 thờ. Đại Tùng Lâm mỗi ngày cũng 1.800 người ở đây nè. Rồi Hòa Thượng nuôi hết trơn toàn bộ. Thì vị biết rằng là cái hạnh phát lên gì mà bây giờ mà tuổi già 84 tuổi mà còn xây thêm cái ngôi chùa mà ở cả ngàn người này, đúng là ý nghĩa cuộc đời. Nên như thường đọc bài kệ, cõi thế trăm năm một kiếp người, ai rồi cũng phải trở về thôi, phải sống sao cho thật ý nghĩa, để buổi ra đi nở nụ cười. Nên phát nguyện làm việc thiện, có Phật Bồ Tát gia hộ. Nên những đức cũng cầu nguyện Tam Bảo và Thượng mình có sức khỏe, trụ thế gian lâu dài, để mình nương vào cái đức của Hòa Thượng để hành đạo, giúp cho chúng sanh. Nên mong nhiều người coi công đoạn này, dù mình không có tiền cúng dường gì hết, nhưng bằng một cái tâm niệm một câu Nam Mô Di Đà Phật, cầu nguyện Phật Bồ Tát gia hộ cho cái hạnh nguyện Hòa Thượng được viên mãn, làm lợi ích cho chúng sanh. Bao nhiêu người già khắp nơi nơi được nương tựa cái ngôi Tam Bảo mà có tâm quyết nuôi người già. Mình chỉ cầu nguyện cho ta, mình cũng có phước quý vị. Còn thí dụ như mình có điều kiện chung tay Hòa Thượng xây chùa, còn không có thì mình chỉ cần niệm một câu Nam Mô Di Đà Phật, mình tu tập mỗi ngày, mình cầu nguyện cho những cái công trình này được suôn sẻ mọi mặt, được lợi ích cho chúng sanh, từng đời người già được nương tựa và ở tu quý vị. Chúc quý vị an lạc quý vị ơi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chúc những đức sẽ qua bên kia cho quý vị coi thêm mấy cái công trình đang xây bên kia nữa. Nhà Ton đang xây. Rồi vị trí nhà văn hóa dọn một vị trí rất lớn. Nên chuyến này lễ Quan Âm Bồ Tát, vì về lễ 19 tháng 6 sẽ hoàn toàn thấy có một hoàn cảnh cực kỳ khác, và đang làm nhà vệ sinh thêm. Nghĩa là Hòa Thượng lo từng chút cho quý vị hết. Nên chúng ta chỉ cần mang tâm tùy hỷ thôi quý vị, dưới cái hạnh nguyện lợi ích cho chúng sanh như vậy, niệm niệm vì người. Dù Hòa Thượng có xây bao nhiêu ngôi chùa thì Hòa Thượng vẫn ở cái giường nho nhỏ thôi, ở cái giường nho nhỏ thôi. Nếu như bây giờ tiền người ta đưa mình mà mình cắt, mình giấu, mình không làm thì mình có tội rất lớn. Nhưng nếu tiền người ta đưa mà Hòa Thượng chân thật làm thì cái này quá thù thắng. Hòa Thượng năm nay cũng 84 tuổi rồi. Tuổi những đức còn có tiền, rồi khi còn thích vui chơi này kia, chứ ngoài như Hòa Thượng 84 tuổi thì không còn nghĩ gì hết. Một ngày ăn có một buổi trưa, tối ngủ 2-3 tiếng. Cuộc đời người cũng không có còn mong muốn gì, chỉ mong là Phật A Di Đà rước về cực lạc. Còn thời gian ở cuộc đời này thì làm việc ý nghĩa thôi, chỉ vậy thôi ha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.